Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh chia sẻ một đề tài cũng khá là nhạy cảm. Mà trước đây trong những video thì Uyên Quỳnh thường hay thấy rất là nhiều người, hiện tại bây giờ cũng thế nữa, comment là những cô ở Việt Nam hoặc là những anh ở Việt Nam muốn lên kênh của Uyên Quỳnh kết bạn là muốn lấy chồng hoặc là lấy vợ Việt kiều, là ham tiền, là muốn đi ra nước ngoài, chỉ mượn cớ để tìm vé đi nước ngoài mà thôi. Thì hôm nay Quỳnh sẽ chia sẻ một chút về những comment, những bình luận đó. Theo ý kiến khách quan của Quỳnh đó, thì những comment đó có thể đúng và cũng có thể sai. Đúng với một số trường hợp và sai với một số trường hợp. Cũng giống như là những người Việt kiều về Việt Nam lấy vợ hoặc là lấy chồng, thì trong số đó những người đổ vỡ thì nhiều, nhưng mà những người hạnh phúc thì cũng không ít. Tại vì chương trình của Uyên Quỳnh á, là chương trình kết nối yêu thương, là tìm bạn đời cho những người cô đơn. Cho nên những anh chị cô đơn, những anh chị gãy đổ thì tìm đến kênh của Uyên Quỳnh để mong tìm được một nửa yêu thương còn lại. Thì đó, vô hình trung tạo ra rằng hầu như những quý vị coi trên kênh của Yên Quỳnh đó đều thấy là các anh là em anh đã lầm đưa em sang đây, hoặc là những chị đã đổ vỡ tình duyên rồi. Nhưng mà bên cạnh đó các anh chị không hề thấy những người họ về Việt Nam lấy vợ và lấy chồng, khi đến Mỹ này cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Tại vì những người đó đó họ đã yên lành hạnh phúc rồi thì họ đâu có cần đến kênh của Yên Quỳnh để mà tìm một nửa yêu thương của mình. Cho nên những anh chị xem video sẽ không thấy được những cặp đôi hạnh phúc khi anh hoặc chị về Việt Nam lấy vợ lấy chồng. Tuy nhiên thì có một số trường hợp ngoại lệ, đó là khi những anh Việt kiều về Việt Nam lấy vợ, lấy nhầm những người họ không có thực sự thương yêu mình, họ lấy đến với mình vì một mục đích nào khác đó. Thì đó là những trường hợp Uyên Quỳnh khi làm video, thì đó là những trường hợp không hiếm. Khi Uyên Quỳnh làm chương trình này thì những trường hợp đó rất là nhiều, có rất là nhiều anh đã hát bài anh đã lầm đưa em sang đây, hoàn cảnh thế này hoàn cảnh thế kia. Nhưng mà theo Uyên Quỳnh nghĩ thì bên cạnh đó những cặp đôi hạnh phúc, những cặp đôi thành công khi khi anh đi về Việt Nam lấy vợ và khi chị đi về Việt Nam lấy chồng, ở đây mình nói là chị đi về Việt Nam lấy chồng cũng khó chứ không phải là có, nhưng mà trường hợp này rất là ít, hiếm hơn là trường hợp những anh đi về Việt Nam lấy vợ nha. Thì tự chung trong tiêu đề này á, có phải là những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở nước ngoài là đều muốn đi ra nước ngoài hoặc là gì vì muốn những đồng tiền đô la ở bên Mỹ hay không? Thì theo Uyên Quỳnh nghĩ á, nếu mà một cô gái bình thường khi lớn lên lấy chồng thì bất cứ cô gái nào cũng mong ước là mình sẽ lấy được một người chồng tốt, có được một gia đình hạnh phúc, có những đứa trẻ ngoan ngoãn, một người chồng yêu thương, lo lắng làm ăn cho gia đình. Thật ra nếu mà đứng vai trò người phụ nữ thì Uyên Quỳnh nghĩ không có một người phụ nữ, một người con gái nào muốn mình phải gãy đổ và muốn mình phải có nhiều chồng ở trong tương lai hết. Thường thì những cô gái mới lớn thì họ sẽ mong muốn mình lấy được một hoàng tử trong mộng, như là đẹp trai, giàu có, ga lăng hay gì đó. Còn đối với những cô gái như là đã từng trải qua một đời chồng thì họ thực tế hơn, họ không còn mơ mộng như thế nữa. Nhưng mà tụi chung những người đó, Quân Quỳnh nghĩ không có ai ở trong số phụ nữ họ mong muốn là mình sẽ có nhiều chồng trong tương lai hết, trừ khi những trường hợp ngoại lệ thôi cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với vấn đề là khi một anh Việt kiều về Việt Nam lấy vợ thì với đồng
tiền ở nước ngoài mang về Việt Nam xài rất là thoải mái, ăn chơi thoải mái, và khi lấy vợ ở Việt Nam đi thì mỗi tháng có thể gửi về cho cô vợ đó vài 300 thì cô ấy đã sống thoải mái rồi, không cần phải lo nghĩ gì hết. Nhưng mà mặc dù bên đây những anh Việt kiều độc thân đa số là không có nhà cửa, mỗi tháng mỗi ngày phải đi sale phòng, phải đi thuê nhà để ở, đa số là như thế nha cả nhà. Uyên Quỳnh nhấn mạnh là đa số những anh độc thân ở Mỹ này là đi sale phòng, có rất là ít những người có nhà cửa đàng hoàng ở bên đất Mỹ này. Vô tình chung tạo cho cô gái là khi mình sống ở Việt Nam mình không cần phải lo nghĩ gì nhiều hết, và mỗi tháng chồng gửi về khoảng 300 500 đó là sống rất là thoải mái rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều. Đôi khi là có nhà cửa ổn định, không cần phải trả tiền nhà mỗi tháng, cứ tiền đó về thì cứ ăn xài đi chơi thôi, hoặc là lo lắng cho con, hoặc là có thể làm cái việc gì mình thích, không cần phải đụng tay động chân gì hết. Tình trạng đó có rất là nhiều. Nhưng mà khi các cô được bảo lãnh qua Mỹ này rồi thì đụng phải một thực tế phũ phàng là trăm ngàn khó khăn đều diễn ra trước mắt mình hết. Không phải là một cuộc sống màu hồng, một giấc mơ màu hồng giống như trước đây mình từng nghĩ nữa. Uyên Quỳnh còn nhớ trước đây khi Uyên Quỳnh chuẩn bị đi Mỹ đó, có một cô bạn nói với Uyên Quỳnh rằng rồi ở Mỹ cái gì cũng đẹp hết, đường ở Mỹ á nó giống như là tấm gương và chị có thể nhìn vào đó soi thấy gương mặt của mình ở trong đó đó. Uyên Quỳnh nói, ồ vậy sao, suy nghĩ ủa sao lạ vậy ta. Nhưng mà cô bạn của mình nói cũng không phải là sai, cũng là có phần đúng ở trong đó, nhưng mà cô ấy nói quên một ví ở phía sau, đó là cái đường đại lộ của Hollywood đó cả nhà, chứ không phải con đường bình thường của mình đi. Con đường của mình đi bình thường thì nó cũng bình thường không, tuy nhiên cơ sở hạ tầng ở Mỹ thì rất là tốt, đường nào mình cũng có thể chạy xe hơi vô tới hết, và cũng có đường nhựa 2 lane 3 lane đàng hoàng để cho mình chạy xe chạy vô chạy ra dù cho cái đường đó là nhỏ. Và một điều thực tế là khi nãy Nguyên Quỳnh nói đó, khi đến Mỹ này á, thì nếu một anh độc thân thu nhập bình thường không có nhiều lắm, đủ tiền để nuôi vợ con ở Việt Nam, nhưng mà khi cô vợ tới Mỹ này thì mỗi tháng là tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, rồi phải mua xe cho cô vợ nè, rồi nếu mà cô vợ đi học đó là phải cho cô vợ tiền để đi học bằng này bằng kia, thí dụ học nail thì cũng phải có tiền để học bằng nail nè. Nếu mà một anh mà làm nhà hàng hoặc là một anh mà làm hãng khoảng 2.000, 2.000 mấy một tháng đó, thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn. Cuộc sống khó khăn cho hai vợ chồng khi cô vợ mới đến Mỹ. Thì như thế là giấc mơ Mỹ của cô vợ bỗng chốc tan tành khi đặt chân tới Mỹ này. Ở Việt Nam đã có nhà cửa sẵn rồi, sống rất là thoải mái. Khi qua tới Mỹ này, trời ơi, mình phải sale phòng với người ta. Một căn nhà như thế thì mình chỉ có một cái phòng thôi, mình ở trong phòng đó. Mà một ngôi nhà đó có rất là nhiều người thuê, thì mình phải ra vào đụng mặt với chủ nhà, và nhiều khi mình phải đụng mặt với những người cùng thuê nhà nữa. Mà cả nhà, mà chúng ta cũng có thể biết rồi, đâu phải người nào gặp nhau cũng hợp ý nhau, cũng có thể sống chung với nhau được đâu. Sống lâu ngày vài tháng, một ngày một bữa thì vui, nhưng mà lâu ngày vài tháng thì sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Mà khi sale phòng hoặc là khi sống chung như thế thì có rất là nhiều việc đáng tiếc xảy ra, như tâm sự của những anh chị trên video trước đây là mình đã làm, thì đó là một trong những lý do vỡ mộng đầu tiên khi đặt chân tới Mỹ rồi. Còn lại nếu mà điều thứ hai là nếu mà một anh chồng anh ấy cố gắng làm ăn lo lắng cho vợ con gia đình đó, là đó là một cô gái có thể nói tương đối là cũng may mắn rồi đó, chứ không phải là anh ấy có tiền giàu sang là may mắn đâu nha. Còn một điều quan trọng nữa, ở Mỹ này cũng rất là nhiều người Việt gặp phải đó, đã làm ra tiền thu nhập thấp mà lại còn mê cờ bạc. Ở bên Mỹ này gọi là casino đó cả nhà. Casino còn đỡ, rồi có một chương trình khác cũng khá là có thể nói là lấy tiền của rất là nhiều người, rất là nhiều người tán gia bại sản vì chương trình này,
đó là chương trình bắt độ football bóng cà na đó cả nhà. Ở Việt Nam mình đó là có bắt độ đá banh nha, còn ở bên Mỹ này thì đá banh nó không có thịnh hành đâu, mà bóng cà na, bóng bầu dục, football mới là chương trình thịnh hành. Và chương trình này là rất là nhiều đàn ông Việt Nam của mình chơi vào chương trình, là cũng có rất là nhiều người tán gia bại sản vì cái trò chơi này đó, cá độ này đó. Hôm nay thì Quyên Quỳnh sẽ chia sẻ với các anh chị về có phải những cô gái ở Việt Nam lấy chồng Việt kiều là chỉ vì tấm vé thẻ xanh hoặc là vì những đồng đô la hay không thôi. Còn những phần chi tiết, những anh chồng cờ bạc thì Quyên Quỳnh sẽ tâm sự vào một clip sau nữa. Thì nếu mà những cô gái may mắn lấy được những anh chồng mà có thể khi mà độc thân anh ấy có cờ bạc, đam mê cá độ, nhưng mà khi lấy vợ rồi ấy, thì tụ hình làm ăn, lo lắng cho gia đình, đó là một điều may mắn nha. Còn những cô còn lại không kém may mắn hơn thì khi tới Mỹ này với đồng lương chồng làm ra ít ỏi mà anh ấy còn mê đam mê cờ bạc cá độ nữa, thì điều đó là một điều thức giận thứ hai làm cho cô ấy cảm thấy não nề hơn. Đó là hai vấn đề then chốt làm cho giấc mơ Mỹ của một người con gái ở Việt Nam sang tới Mỹ này hoàn toàn vỡ vụn. Có nhiều người họ nghĩ rằng khi ở Việt Nam còn thoải mái hơn khi đến Mỹ mà lâm vào hoàn cảnh như thế. Với tình huống thứ nhất, anh chồng siêng năng làm ăn và lo lắng cho vợ mình, tuy là lương thấp thì hai vợ chồng có thể là cố gắng làm và dành dụm có thể tạo dựng tương lai sự nghiệp sau này được. Còn với anh chồng thứ hai đam mê cờ bạc cá độ thì kể như con đường hạnh phúc tương lai của hai vợ chồng là bằng không. Tại vì đã mê vào cờ bạc thì bao nhiêu tiền cũng nướng vào đó sạch. Có những người có tiệm nail do cờ bạc mà bán cả tiệm nail, bán cả nhà, rồi bán cả xe, khi vợ bỏ đi tay trắng cũng không còn gì hết. Nguyên Quỳnh thấy là cảm thấy rất là hối tiếc cho những anh đó, tại vì qua Mỹ khá lâu mà đáng lẽ qua trước đây mấy chục năm, bây giờ nếu mà cố gắng làm ăn lo dành dụm thì bây giờ không cần phải làm nữa, có nhà cửa ổn định, công việc ổn định, trong nhà băng có thể là dư tiền nữa, nhà có thể phơi ớt nữa, tại vì họ qua rất là lâu, đã mấy chục năm rồi. Nếu mà họ không vướng vào con đường cờ bạc thì gia đình hạnh phúc, con cái đàng hoàng, sự nghiệp ổn định, bây giờ là đến lúc tuổi già sẽ được hưởng thụ những thành quả mà mình làm ra, những thành quả mà mình đạt được. Còn đối với những anh mà mê cờ bạc á, thì tới giờ gia đình tan nát, tay trắng, rồi cuộc sống bấp bênh. Thì đối với những anh mà đam mê cờ bạc á, là giống như là cuộc đời đã chấm hết với những anh đó rồi. Thì đối với những cô vợ ở Việt Nam mà lấy phải những anh chồng như thế này, khi đến Mỹ họ muốn chia tay, đó là một điều hiển nhiên thôi. Chúng ta nếu mà chúng ta ở ngoài khách quan, chúng ta có thể nghe sơ qua câu chuyện thì có thể nói là câu này anh đã lầm đưa em sang đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe rõ về câu chuyện hoàn cảnh trong cuộc á, thì chúng ta sẽ không nghĩ tới vấn đề là anh đã lầm đưa em sang đây nữa. À, đôi khi chúng ta sẽ nghĩ lại đó là em đã lầm theo anh sang đây. Đó là theo cách nghĩ khách quan của Uyên Quỳnh, theo cách nhìn khách quan của Uyên Quỳnh, cuộc sống mà Uyên Quỳnh đã từng nhìn thấy của những anh chị qua Mỹ này, những gia đình hạnh phúc và những gia đình kém hạnh phúc là như thế nào. Ở Mỹ này, nếu mà một anh chồng cố gắng làm việc, cố là gắng lo làm, lo cho cuộc sống gia đình mình, mà khi cô vợ tới Mỹ bỏ chồng để đi tìm một người đàn ông khác, thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ là anh này đã lọt vào hoàn cảnh anh đã lầm đưa em sang đây. Có thể là anh ấy cưới nhầm một người mà không có duyên nợ với mình, cho nên bây giờ thì phải chia tay để anh ấy tìm một người khác phù hợp với anh ấy hơn. Tụi chung ở trên đất Mỹ này á, thì phụ nữ hoặc là người nào ở các nước khác đều mong muốn đến Mỹ hết.
Nhưng mà theo Nguyên Quỳnh thấy á, thì nói những cô gái Việt Nam đến Mỹ này lấy những anh Việt kiều đều muốn những đồng đô la và muốn tấm thẻ xanh ở Mỹ á, thì có thể cũng không phải hoàn toàn đúng lắm. Có thể đúng với một số người nhưng mà không phải hoàn toàn đúng lắm. Không phải ai cũng như thế. Bằng chứng là những người bạn của Yên Quỳnh, những người bạn của ông xã của Yên Quỳnh có những cặp sống với nhau rất hạnh phúc. Công việc, gia đình thành đạt, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa sự nghiệp được vững chắc. Cũng là những cô vợ ở Việt Nam qua hoặc là những cô gái về Việt Nam lấy chồng. Nhưng mà thật tình mà nói á, những người đàn ông ở Mỹ về lấy vợ ở Việt Nam thì nhiều, còn những người phụ nữ mà từ ở bên Mỹ này về Việt Nam lấy chồng thì con số đó không có nhiều lắm. Mặc dù những anh Việt kiều về lấy đó mang qua đây nhưng mà họ sống hạnh phúc khá là nhiều, trừ những trường hợp ngoại lệ. Những trường hợp mà ông Quỳnh nói đó là không hợp nhau và chia tay. Tuy nhiên chia tay thì có trăm ngàn lý do để chia tay. Cũng giống như khi lấy chồng lấy vợ ở Việt Nam, họ cũng có người hạnh phúc và cũng có người chia tay. Nhưng mà khi những cô gái ở Việt Nam mà chia tay với chồng mình á, thì lại được người ta nghĩ là không có phải gì vì tiền, không có phải là khi được thẻ xanh rồi thì chia tay bỏ chồng mình. Nhưng mà khi một cô gái đến Mỹ này mà chia tay với chồng mình á, vì bất cứ một lý do gì, ở bên ngoài nhìn vào họ đều nói ồ khi qua ở Việt Nam qua đây rồi được rồi á, là bỏ chồng. Nhưng đối với Nguyên Quỳnh á, khi làm chương trình kết nối yêu thương này á, thì Nguyên Quỳnh hoàn toàn không nghĩ những cô gái muốn lên chương trình kết nối yêu thương hoặc là một cô gái nào mà quen lấy Việt kiều là đều vì tiền, vì đô la hết. Thì Uyên Quỳnh không, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà Uyên Quỳnh nghĩ là khi một cô gái nào muốn lấy chồng hoặc là khi một anh nào muốn lấy vợ thì họ đều muốn có cuộc hôn nhân lâu dài. Họ đều muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đến đến cuối cùng. Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ vì một mục đích nào khác đó. Mà so với những trường hợp mà họ cưới nhau hạnh phúc trên đất Mỹ này á, thì con số sống với nhau mà hạnh phúc thì mình cảm thấy là nó nhiều hơn con số mà chia tay ly dị vì không hợp nhau, bảo lãnh vợ từ Việt Nam sang. Đó là cũng do một phần những người trong cuộc nữa, có thể những anh Việt kiều ở bên đây về Việt Nam chọn những cô gái chân dài và làm những công việc nhạy cảm, thì với môi trường làm việc của cô ấy thì khi tới Mỹ này buồn bã cực nhọc thì họ tìm cách phải tìm một cuộc sống tốt hơn, cũng giống như khi họ ở Việt Nam với môi trường làm việc của họ không cần phải lao động thì khi tới Mỹ này phải lao động chân tay cực nhọc, phải toan tính đủ thứ hết thì họ phải tìm một bờ vai vững chắc hơn cho mình. Cho nên các anh khi về Việt Nam chọn vợ hoặc là các chị tìm chồng thì phải chọn, suy nghĩ cho thật kỹ, chọn người nào phù hợp với mình nhất, công việc, hoàn cảnh gia đình, và mình cũng cần có một chút xíu may mắn trong đó nữa, chứ không phải là tụ chung những hoàn cảnh đó là đầy đủ hết đâu. Có thể một cô hiền với anh này, ngoan ngoãn với anh này, nhưng mà đối với một anh khác thì cô này lại là người hung dữ, lại là người không phải ngoan ngoãn. Đó là do hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nhau. Cũng giống như một trường hợp mình đi ra ngoài đi, mình gặp một người đó, họ nói chuyện với mình rất là nhỏ nhẹ, rất là đàng hoàng. Nhưng mà với một trường hợp khác, cũng người đó, họ gặp một người khác, họ nói chuyện không có điềm đạm, không có tốt giống như khi nói chuyện với mình. Thì Nguyên Quỳnh nghĩ trong tình cảm, trong hôn nhân cũng như thế. Nếu mà mình tốt với một người, hoặc là một người đó cảm thấy mến mình, thích mình, thì họ sẽ đối xử tốt với mình. Còn thí dụ như mình chạy theo một cái gì xa vời tầm tay quá, thì trước sau gì con đường ngã rẽ đó là chuyện đương nhiên rồi. Thì bây giờ ông Quỳnh sẽ cho một thí dụ, một anh sống trên đất Mỹ này làm công việc bình thường thôi, khi anh ấy dư được vài ngàn đi về Việt Nam
Thì ở một tháng thì trong vòng một tháng anh ấy xài vài ngàn mấy chục triệu tiền Việt Nam đó, anh ấy xài cũng khá thoải mái, có rất là nhiều cô quay quanh. Và trong số này á, anh ấy chọn được một cô để cưới về làm vợ. Cưới về làm vợ á, thì khi anh này qua Mỹ không bao lâu á, thì bảo lãnh cô này qua. Nhưng mà thực chất anh bạn này á, ở bên Mỹ là không có nhà, sống công việc làm thì bấp bênh, khi làm được khi không, công việc thì không có ổn định. Tuy ở Mỹ này công việc của anh ấy không ổn định và bấp bênh mà anh ấy vẫn có đủ chi phí mỗi tháng khoảng 200-300 gửi về cho cô vợ mình chi phí trong những tháng ngày ở Việt Nam đó. Thì với 200-300 đô đó, cô vợ ở Việt Nam á, sống thoải mái, không con thì tiền đó thì cứ việc có nhà cửa sẵn nữa, thì cứ việc thích thì xài, không thích thì để dành đó thôi, không cần phải lo nghĩ gì nhiều hết. Nhưng mà khi anh này bảo lãnh cô vợ từ Việt Nam sang thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Khi anh này không có nhà, không có công ăn việc làm ổn định, cô vợ này từ ở Việt Nam, từ một cuộc sống thoải mái không phải lo lắng, khi tới Mỹ này phải sale phòng như phần đầu Nguyên Quỳnh đã nói, thì vợ chồng sống với nhau cũng được vài tháng vui vẻ. Nhưng về lâu về dài anh ấy thì bị bệnh, tuy nói là bệnh không nặng lắm nhưng mà khả năng lao động của anh ấy thì không được nhiều. Giờ công việc anh ấy làm thì làm construction, làm nhà đó cả nhà, hoặc là phụ người này việc này, làm việc lặt vặt, phụ người kia việc kia đó, thì lương không có bao nhiêu hết, không ổn định, sống đâu vài chừng khoảng một năm thôi. Thì Quyên Quỳnh với ông xã gặp lại anh ấy thì anh ấy rất là buồn, nói rằng cô vợ đã bỏ anh ấy đi rồi. Và khi cô ấy bỏ đi, hai người cãi nhau rất là nhiều. Thì trong lúc cãi nhau đó thì anh ấy có nói rằng nhờ anh mà cô ấy được đến Mỹ này, được bây giờ á, khi cô ấy được đến Mỹ rồi, có thẻ xanh rồi, cô ấy lại trở mặt muốn bỏ anh ấy hay sao. Thì cô ấy trả lời một câu rất là làm cho anh này không thể nào mà nói thêm được nữa câu nào hết. Thì cô ấy mới trả lời là nếu mà số cô ấy là đi nước ngoài, đi Mỹ á, thì không có anh này bảo lãnh cô ấy vẫn đi qua nước ngoài được, thì cũng có người khác bảo lãnh cô ấy mà thôi. Thì khi cô ấy trả lời như thế này á, thì anh này á, anh không còn cách nào và cũng không còn lời nào để mà cãi với cô vợ này nữa. Và cứ thế là hai vợ chồng chia tay nhau. Nhưng một điều may mắn là anh này và cô ấy thì không có con, không có khổ cho những đứa trẻ. Trong hoàn cảnh này, trong trường hợp này, nếu mà đứng vào cương vị của một người khách quan đó, thì mình cũng không thể nào trách cứ cô ấy hoặc là trách cứ anh này được. Thì đó là do duyên nợ mà thôi. Nếu mà tới Mỹ này cuộc sống dù có cố gắng mà cũng không phát triển lên được, thì người ta dễ dàng, rất là dễ dàng chán nản. Và một điều mà Uyên Quỳnh cảm thấy rất là nhiều ở những người phụ nữ, thí dụ một người phụ nữ mà họ quyết định, họ cố gắng, họ muốn tìm mọi cách để họ đi Mỹ, thì có thể nói những cô này cái bản lĩnh của họ cũng khá là cao, cũng khá là cứng rắn. Họ tìm đủ mọi cách để đi Mỹ, có nghĩa là họ tìm mọi cách để cuộc sống họ vươn lên. Nhưng mà nếu gặp phải những hoàn cảnh mà khó mà khăn, không cảm thấy vươn lên được, không cảm thấy mà cuộc sống mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi đi lên, thì họ sẽ tìm một khi tới Mỹ rồi thì họ sẽ tìm một cách khác để cuộc sống của họ càng ngày càng bước tiến thêm nữa, tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên phần còn lại á, tuy mình muốn là một việc nhưng mà phần còn lại trời có cho hay không là một việc khác nữa. Có rất là nhiều anh bạn mà mình biết đó, là khi lấy vợ rồi á, thì không có bảo lãnh vợ qua Mỹ, nhưng mà như thế á, thì có những khó khăn khác nhau nữa. Như thế thì các bạn cũng biết rồi, như trong tình hình mùa dịch này nè, thì các anh nó không có về được. Nhưng mà thường những anh đó lấy vợ có con, không bảo lãnh vợ đi tới Mỹ, nhưng mà mỗi tháng làm tiền bao nhiêu họ đều gửi về cho vợ con ở Việt Nam hết, tạo nên một sự nghiệp
khá là vững vàng, khá là vững chắc ở Việt Nam. Nhưng bù lại các anh đó ở Mỹ này thì không có một cái gì hết. Cứ mỗi năm như thế thì vào mùa Tết, vào mùa này nè cả nhà, là các anh ấy đi về Việt Nam sống với vợ con vài tháng, rồi sau đó lại qua Mỹ tiếp tục đi làm. Những người đàn ông như thế ông Quỳnh thấy cũng ra khá là dễ thương. Vì do hoàn cảnh mà không có muốn bảo lãnh vợ con sang đây, rồi một mình lo hết sự nghiệp ở Việt Nam cho con, cho vợ mình. Đó là trường hợp, thí dụ những anh may mắn gặp những người vợ tốt, chung thủy, chờ chồng về thì như thế rất là tốt. Những anh bạn mà mình biết thì cũng đã lớn tuổi thì vợ con, gia đình cũng khá ổn định rồi. Sự nghiệp công danh ở Việt Nam rất là vững chắc, tại vì các anh này qua Mỹ rất là lâu và mua đất, đầu tư đất ở Việt Nam rất là nhiều, cho nên hiện tại thì các anh này đã là tỷ phú Việt Nam hết rồi, rất là giàu. Nhưng mà điều có cái điều là sống ở trên đất Mỹ này á, thì rất là tạm bợ thôi. Có nhiều anh là muốn về Việt Nam sống luôn rồi. Thì tụi chung Nguyên Quỳnh thấy là nếu mà nói người phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài chỉ vì những tờ đô la không á, thì hoàn toàn không đúng lắm. Đó và là vào mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau. Khi lấy vợ là giống như đánh cược rồi, một ván bài may mắn rồi. Thí dụ mình may mắn thì trúng hết, nếu mình không may mắn thì thua hết. Lấy vợ hay là khi lấy chồng ở Việt Nam cũng thế thôi. Thì có thể là mình khi mình lấy nhầm những người mà bỏ mình ra đi khi tới Mỹ này á, thì mình không may mắn và tiếp tục dán thứ hai. Nếu mà dán nào mình cũng không may mắn hết như thế thì thôi bó tay, mình trắng tay rồi. Nhưng mà theo em mình nghĩ chỉ cần những anh những chị chọn một người phù hợp với mình, phù hợp đây Quý Quỳnh có thể nói là phù hợp về ngoại hình, điều kiện. Như thế nếu muốn cuộc hôn nhân của mình bền vững thì mình cần thiết phải chọn như thế. Còn nếu như mà chọn lựa chênh lệch nhau nhiều quá thì là sự đổ vỡ là chuyện thường thôi. Mình cũng không thể trách người ta được. Và nếu mà chọn được một người mình cảm thấy yêu thương và muốn đi đến hôn nhân với cô ấy thì phải cố gắng lo lắng vun vén cho gia đình mình, cố gắng thật là nhiều để mình không phải đổ vỡ, phải đi tìm một lần nữa. Tại vì theo Uyên Quỳnh thấy những anh lên chương trình của mình đó, sau một lần đổ vỡ thì các anh buồn rất là nhiều, phải mất rất là nhiều thời gian để phục hồi lại từ đầu. Không phải là khi đổ vỡ một gia đình thì ai họ cũng có những nỗi buồn riêng và những nỗi đau riêng hết. Có thể là người này nói là mình đúng, mình cảm thấy là mình không sai ở vấn đề nào đó hết, nhưng mà đối với đối phương thì cô ấy cũng nghĩ là mình không có sai vấn đề gì hết, tại anh như thế này nên tôi mới bỏ đi. Tụi chung những cuộc hôn nhân mà đổ vỡ ít nhiều gì những người trong cuộc họ đều đau, đau ít và đau nhiều mà thôi. Và khi ở trên nước Mỹ này một anh mà cướp một cô từ Việt Nam sang thì không anh nào mong muốn là cuộc hôn nhân của mình phải đổ vỡ hết. Và khi một cô vợ từ Việt Nam sang thì họ cũng không mong muốn hôn nhân của mình sẽ bị đi vào ngõ cụt, phải đi tìm một cuộc hôn nhân khác. Bên mình thí dụ nha, thí dụ ở Việt Nam đi, những cô ở Việt Nam mà hôn nhân đổ vỡ đó, họ đi ra ngoài họ thuê nhà, thì họ nói bằng tiếng Việt, gặp gỡ những người Việt với nhau qua lại thì nó cũng khá dễ dàng. Còn những người ở trên đất Mỹ này, một cô mà đổ vỡ hôn nhân đi ra ngoài xeo vòng, với người Việt á, thí dụ có quen biết thì đỡ hơn ha. Đối với những người chia tay ly dị đó, đối với họ thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn chứ không phải là dễ đâu. Dù trường hợp mà một cô vợ mà không có con á thì nó còn dễ dàng hơn. Còn nếu như mà một cô vợ mà có con rồi á thì trường hợp đó còn khó khăn hơn nhiều. Cho nên theo Nguyên Quỳnh thấy á, là khi các anh chồng khi bảo lãnh một người vợ ở Việt Nam sang
cần phải cố gắng đi làm, mình cứ cố gắng chung dính cho gia đình mình. Thì nếu lỡ có chia tay, mình cũng không cảm thấy là mình có lỗi, mình đã cố gắng rất là nhiều rồi mà không đi đến kết quả gì hết, thì đó không phải là lỗi do mình mà có lẽ là lỗi do ý trời. Thì hôm nay mình tâm sự với cả nhà, có phải những cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài vì những tờ đô la và vì tấm thẻ xanh ở Mỹ hay không? Có những góc nhìn khác nhau để các bạn có thể thấy và tìm hiểu một nhận định vấn đề một cách khách quan hơn. Đó là không hoàn toàn những cô dâu Việt lấy chồng vì vấn đề đó, mà có những cặp họ sống với nhau cũng khá là hạnh phúc và thành công trên đất Mỹ này. Những trường hợp đó không phải là ít, rất là nhiều, và những cặp chia tay nhau cũng không phải là nhiều mà không phải là ít, nhưng mà tại vì do chương trình của mình là kết nối yêu thương thì những cặp chia tay nhau rồi họ mới có thể đến với chương trình, cho nên các anh chị chỉ thấy những cặp đôi mà họ chia tay với nhau mà thôi, còn lại những cặp đôi hạnh phúc đến với nhau bằng những tình yêu thương chân thật rất là nhiều ở trên đất Mỹ này, không phải là ít. Một lần nữa Quỳnh nhấn mạnh cho cả nhà biết là những cặp đôi, những anh Việt kiều về Việt Nam lấy vợ qua Mỹ này sống thành công và hạnh phúc cũng có rất là nhiều, rất rất là nhiều. Nếu mà so với những cặp đổ vỡ thì những vợ chồng sống với nhau hạnh phúc nhiều hơn những cặp đổ vỡ rất là nhiều. Và khi một cặp vợ chồng đổ vỡ, chúng ta cần phải nhìn vào những tình huống khác nhau, khách quan khác nhau. Không phải tất cả vì đồng đô la khi qua tới Mỹ thì sẽ đổ vỡ. Khi cưới một người vợ Việt tới Mỹ này, nói tới đây thì cũng rất là nhiều, mà những người bạn nào mà xem tới đây thì Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đã theo dõi kênh, Uyên Quỳnh đã ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Uyên Quỳnh sẽ kể cho các anh chị về những câu chuyện có thật, những tình huống có thật. Một cô vợ Việt tới Mỹ này vì sao lại bỏ chồng ra đi? Chào cả nhà, nếu mà cả nhà cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé, để kênh ngày ngày càng phát triển và có nhiều người tìm được một nửa yêu thương của mình. Bye, chào cả nhà.